Bất động sản Đất Việt kính chào quý khách hàng. Hôm nay em về đây là ở ấp 2 xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Đã đến chị một căn nhà vườn nha. Với ngang mặt tiền đường đan xe ô tô xe tải này anh chị là 16 m, chiều sâu là 205 m nha. Lên tổng diện tích đó là 3.300 m vuông. Cái hướng căn nhà vườn mình là hướng Tây Nam nha anh chị. Chị nào mà hợp phong thủy coi tuổi á, đây là cái vị trí khá đẹp cho anh chị và cô chú nha. Ở đây thì có đèn đường luôn chị thấy không? Để có điện, nước, cáp, wifi đầy đủ hết nha. Ở đây mình xài nước ngọt quanh năm, không có mặn, cũng không có nhiễm phèn luôn. Nên anh chị rất yên tâm vấn đề đó ha. Anh chị đi thẳng trước màn hình mình á, khoảng là 300 mét thôi, là sẽ đụng tới đường tỉnh lộ 866B anh chị ha. Ở đó thì có chợ tạm nè, trường học nè, ủy ban anh chị ha. Còn cũng trên đường đó mình đi thẳng một đoạn nữa là tới khu công nghiệp Bình Đức anh chị, xin lỗi, khu công nghiệp Long Giang anh chị ha, là 6 cây mốt số nha. Đây là cái vị trí nè anh chị. Chạy một đoạn là tới ha. Về đây chị không có việc làm á, mình đi làm công ty rất là gần anh chị ha, không có xa. Đây dân cư cho ở rất là đông đúc. Rồi để em quay lại em chỉ ranh giới căn nhà cho anh chị và cô chú mình nắm nha. Đây rất là thoáng anh chị, không gian đây nếu mà cô chú nào lớn tuổi về đây nghỉ dưỡng rất là tuyệt vời ha. Còn bên tay phải mình chị thấy không, đây thì có một cái view khá đẹp. Đây là một cái view sông, sông này cũng rộng anh chị ha, khoảng là 25-30 mét chị, rất là rộng. Đây hiện tại nước đang rút mình thấy không rõ chị ha. Đây có cái chòi này là chủ bán nước bán bia anh chị. Cái chòi này là của mình luôn ha, giờ chủ bán thì sang hết cho mình luôn để mình về đây kinh doanh buôn bán luôn chị ha. Rồi để chỉ ranh giới cho anh chị và cô chú mình nắm nha. Đây cái ranh bên tay trái màn hình anh chị có trụ bê tông nè, đó con gào này ha, sâu vô là 205 m anh chị ha. Căn nhà mình thì chưa có thổ cư anh chị ha, đất cho lâu năm. Nhà mình thì cũng rất là đơn giản thôi, nhà cấp 4 anh chị, nhưng mà được cái thì chủ đang ở nên ốp gạch lên tới là phòng luôn, rất là sạch sẽ anh chị ha. Rồi để em quay cái bên tay phải cái quán cà phê của chủ anh chị xem ha. Đây đó mình bán đây rất là mát mẻ bên sông. Là đó, có rất là nhiều giống chị đi không? Còn nếu chị đi thẳng trước màn hình mình á chị, khoảng là 5 km nữa là sẽ đụng tới quốc lộ A anh chị ha, ngay chỗ mà cầu Kinh Sáng á chị, ngay chỗ chợ Long Định chị ha. Đây, chị không, nhà cửa rất là đông, tại vì khu đất ở đây anh chị thì nhà nào cũng đất rất là rộng chị ha, nên anh chị thấy nhà thưa thớt chị. Không phải vậy tại vì đất người ta rộng anh chị ha. Rồi qua tới bên tay trái đây anh chị. Đây, chỗ cây sắt nè chị ha. Tại vì cái này là 32 mét anh chị ha. Đó dài. Tuốt với cái phần dưới cái trụ điện dưới lận 32 mét nhưng mà giờ chủ quán chỉ có là 3.300 mét vuông thôi. Nên cắt ra là mặt tiền mình chỉ còn 16 mét là tới cây sắt đây chị ha. Cái này là sổ tổng. Đó thì chủ sẽ đo đạc lại, ra bản vẽ mới và mới ra công chứng, nên anh chị và cô chú rất yên tâm vấn đề đó nha. Căn nhà trước màn hình mình nhà này là mình dỡ luôn chị ha, ta nhà tạm anh chị. Rồi để quay lại cái mặt tiền 16 mét một lần nữa cho anh chị và cô chú mình nắm nha. Đây mặt nhà thì rất là đơn giản thôi, được cái là hai phòng ngủ, hai phòng ngủ đều có nhà vệ sinh bên trong, rất là tiện ha. Còn tường á trụ ốp lên tới trần luôn. Đây về mình vừa ở nè, vừa kinh doanh được nè, buôn bán rất là tiện, có một cái trò bán nước sẵn luôn rồi. Rồi không để mất thời gian của anh chị hoặc cô chú nữa, em sẽ đi vô bên trong quay căn nhà rồi em sẽ ra cái bên giường nha chị ha. Đây thì em thấy cái nền nhà hơi thấp, đây là bằng cái đường đan chị ha. Đó, đúng ra là cái nhà mình phải là cao hơn xíu anh chị, tại vì cái nhà này xây lâu rồi nên nó hơi thấp anh chị ha. Đây bên trong chủ đang bán nước đây, nhà thì chủ xây kiểu L anh chị ha. Ra phía sau nè, và chủ gắn camera quan sát hết căn nhà luôn chị ha. Còn đây là phòng khách, dạ
À, đây có là phong là toàn bộ căn nhà đều đóng hết rồi chị ha. Đây một cái sàn nước nữa, sàn nước đây chị có thể mình gắn ống thun rửa xe hay là rửa chén bát ở khu vực này nha chị. Rồi em xin mời chị ha, em sẽ đi ra phía sau. Em thấy bên tay trái mình thiết kế một cửa sổ rất là lớn chị ha, đó mình mở ra cho rất là thoáng, lấy ánh sáng vô, lấy gió trời vô rất là thông thoáng cái căn nhà giường của mình nha chị. Giá chủ ký gửi giá bán á chị là 2 tỷ 900 triệu nha. Giá này là chủ nó còn bớt và bao giấy tờ cho mình luôn anh chị. Rồi trước tiên sẽ vô phòng thứ nhất trước ha, phòng này chủ đang ở luôn. Đây không gian trong phòng này anh chị, em kiếm tắt bắt không thấy chị. Ở trên cũng có gắn máy lạnh, rồi ở đây có nhà vệ sinh ở bên trong phòng luôn, rất là tiện nha anh chị. Em không thấy công tắc chỗ nào hết. Đây nhà vệ sinh, đây nhà tắm chung anh chị ha. Cái phòng thì em thấy thiết kế cũng vừa phải thôi, cũng không rộng mấy anh chị ha. Cái video này hơi dài ha, mong anh chị xem hết video của em mình nắm được cái thông tin chính xác căn nhà giường của mình cần mua nha anh chị ở khu vực này nha. Đây là khu vực ra phía sau đây. Đây có tủ lạnh, rồi đây là chỗ giải trí ha, có về âm thanh ở khu vực này. Em làm sao? Dạ. Rồi kế bên tay trái mình đây có một cái phòng ngủ nữa là phòng thứ hai. Em xin nhắc lại ha, hai phòng ngủ đều có nhà vệ sinh ở bên trong hết chị. Bật đèn thôi sáng nha. Rồi. Này tối quá không thấy cái phòng thứ nhất. Có hai phòng ngủ thì em thấy thiết kế cũng giống nhau chị ha. Cũng có máy lạnh nè, máy quạt, phòng ngủ thì rất là đơn giản thôi. Đây là chỗ đánh răng, rửa mặt. Còn kế là nhà vệ sinh, nhà tắm chung anh chị ha. Bất sản Đức Việt cũng nhận ký gửi mua bán nhà đất. Anh chị và cô chú nào có đất nền, đất công, đất giường hay đất mẫu thì liên hệ với em số thoại màn hình nha, em sẽ ký gửi bán nhanh dùm cho cô chú và anh chị ha. Đây là khu vực bếp nấu ăn cũng vừa phải thôi, rất là đơn giản anh chị. Đây có cái thiết kế cái labo rất là đơn giản để mình rửa chén bát ở khu vực này ha. Còn đây là cái máy giặt, bàn cơm bằng inox. Còn phía sau là mảnh giường. Em thấy cái mảnh giường này thì chủ cũng không có chăm sóc chị ha, bỏ lâu rồi. Đó mình về mình phải cải tạo lại anh chị nha, mình kéo rào ranh giới lại anh chị ha. Đây thì đất hơi thấp anh chị. Tại cái nền nhà thì chủ đây thiết kế bơm cáp rất là cao bằng cái đường đan. Còn phía sau đây anh chị thấy không? Rất là thấp chứ không có cao anh chị nha. Rồi, em xin mời chị ha, giờ mình ra cái phía sau giường nha. Đây có chòi, chòi này giống bán cà phê quá anh chị. Cái giường này thì mình về phải cải tạo lại anh chị ơi. Thấy cây cối thì cũng có nhiều nhưng mà không có tốt chị. Thứ hai nó thì cỏ rất là nhiều. Đây không gian phía sau chị không rất là tầm anh chị. Mình về mà kêu cô bé anh chị, mình ban lại hết anh chị ha. Đó xong rồi mình trồng một số cây ăn trái mới vô. Đó em thấy đây rất là tầm. Nhà thứ hai này múc mình kéo gào là cái nhà này là mình bỏ luôn chị ha, nhà vệ sinh này bỏ luôn. Tại cái này mặt tiền 32 mét nhưng mà giờ anh chị này ly dị rồi, giờ chia đôi thì sản ha, thì cắt ra không chỉ có 16 mét mặt tiền thôi. Đây là không gian phía sau này anh chị. Đất đây thì phía sau đây cũng thấp nhưng mà bằng phẳng luôn chị ha, bằng phẳng phía sau thôi. Đây thì có một cái mương anh chị, dài là hết đất luôn chị ha, dài là 205 mét anh chị. Em quay gần cái mương cho anh chị xem. Cái mương này cũng rộng anh chị, nó khoảng là 3 mét rưỡi chị ha. Đó, dài 205 mét luôn. Còn đây là 2 clip nhưng mà mình được có 1 clip rưỡi anh chị nha. Tại này cắt ra chỉ có 16 mét mặt tiền thôi.
đất mình rất là dài chị ha, cỏ rất là nhiều ha, em không đi hết đất được, anh chị hoặc cô chú mình cũng thông cảm nha. Đây đó, mình về mình cây nào tốt mình để lại, còn nếu mà cây nào nó xấu quá anh chị hay còi á mình đốn đi đó, còn ban mặt bằng luôn anh chị nha. Rồi để em tạm dừng video ha, anh chị hoặc cô chú nào quan tâm cái căn nhà vườn nằm ở xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ bên em số thoại màn hình. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha anh chị. Em xin nhắc lại cái giá chủ ký gửi một lần nữa nha, là 2.900.000.000 nha. Trên tổng diện tích là 3.300 m². Quý khách hàng cũng đừng quên bấm em like ha, một chia sẻ ha, một nút đăng ký dân hình để tương tác với em, để em có động lực quay những video mới tìm đất và nhà giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chú nha. Chân thành cảm ơn quý từ rất nhiều. Em cũng xin chúc anh chị và cô chú được dồi dào sức khỏe, bình an, công việc làm ăn, phát tài, phát đạt nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở phần video tiếp theo.